Xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê cá từ mình Tổ quốc. Hôm nay tụt lên đây một clip gồm 13 cần câu nha anh em. 13 cần câu này 13 cần câu he chi. Hàng chia cho anh em đánh ke, đánh tàu. Câu hanh câu chắp thì sẽ có hai cây, bên đây là hai cây Ikara nha anh em. Rồi, đem vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng chứ thanh toán nếu hàng lỗi mà không nhớ đem lên thì em sẽ nhận lại. Rồi, cảm ơn anh em. Cái thứ nhất mình thần thảo. Thì cây thứ nhất em lên cho mọi người là một cây hàng carbon giả trúc nha anh em, hàng của Master. Đó. Cây này dài 1m8, carbon giả trúc nha mọi người. Phen là phen Fuji Dạ Quang. Đó. Cây này là một cây hàng Ikada. Đó. Hàng gốc trong Ikada. Hàng ngoại hình còn rất là đẹp nha mọi người. Bass là bass Fuji luôn. Đó, bass Fuji. Phen là phen Fuji. Đây nè. Phen này. Đọt đây. Đọt City Tinh nha mọi người. Ok nha mọi người. Đó. Không lỗi lầm gì hết. Cái này thì chỉ cho anh em câu cháp nha mọi người. Đó, Ikada chỉ câu ta cháp. Anh em câu tôm cũng được, rất là ok nha. Đó. Tem sức đầy đủ. Thì cây này nặng là 170g, đọt là 0.5 ly, giá công khai là 750k nha mọi người. Đó, cây số 1 750k. Rồi, tiếp theo cây số 2. Cây số 2 em đưa cho mọi người vẫn là một cây hàng của hàng Ikada. Đó, còn nút chụp luôn. Cái này là một cây Ikada hàng của Daiwa nha mọi người, hàng Daiwa. Đây nè, hàng Daiwa. Cán nhám nha, cán nhám. Bát là bát Fuji. Đó. Seven. Bát đề cao nha mọi người. Cái này được sản xuất tại Korea nha mọi người, kèo ghê. Đó, hàng của Hàn Quốc xuất Nhật. Tem sức đầy đủ. Đó, mã code luôn nha anh em. Ngoại hình còn cực kỳ đẹp nha anh em. Phôi phôi HZ. Phôi đời cao. Phen là phen Fuji nha mọi người. Phen Fuji. Đầu chụp đèn đàng hoàng. Đây, đọt đấy em nè. Đọt cũng là đọt carbon nha em. Đây, cái khúc này nó nói sự tự tin. Đó. Tạo đồ dịu quay cần. Phen ok hết nha mọi người. Phen ok hết. Đó. Thì cái này dài em đo chiều dài thật của nó là 1m72 nha mọi người, 1m72, nặng là 80g, đọt là 0.6 ly, giá công khai là 1,1 triệu nha, giá công khai là 1,1 triệu. Đó, cây số 2 giá công khai là 1,1 triệu. Hàng quản chuyên danh em đi câu hanh câu cháp nha mọi người. Đó, có trên ghe trên bè. Cái này đẹp đó người, không có xước xác gì hết luôn. Đó. Thì Ikada này thì dài đo thật tham báo với em vậy. Cây số 2 giá là 1,1 triệu cộng ship. Tiếp theo sẽ là cây số 3. Cây số 3 là một cây cần nghệ nhân của Nhật nha mọi người. Đó. Cây số 3 là một cây cần nghệ nhân. Đó. Gốc dưới đây là gốc trúc nha mọi người. Gốc trúc nè. Đó. Đó. Trên đây là sợi tí tinh. Đó. Đó. Tem Nhật đầy đủ nha anh em. Đó. Nguyên cái gốc trúc nè. Đó. Cực kỳ đẹp nha anh em. Bát Fuji mã nha anh em, mã gold. Đó. Fuji nha anh em. Cán cực kỳ đẹp nha anh. Cây này là cây một khúc một nha anh em, một khúc. Đó, cây này là cây một khúc. Cây này dài 1m23 nha, dài 1m23. Phen là phen Fuji gold. Đó. Dàn phen Fuji xịn sò nha anh em. Đó. Fuji nha mọi người. Nguyên bộ luôn, rất là đẹp nha. Bù gòn luôn. Đó, cây một khúc cho anh em, chia cho anh em câu trên ghe, trên bè, trên thuyền. Đó, đánh thanh đánh cháp. Anh em ở miền Tây câu tôm cũng được, câu tôm, câu cá mè cũng rất là ok nha anh em. Đó, cây một khúc nha, phen gòn. Cần nghệ nhân. Thì cây này dài 1m23, độ cứng ra tầm khoảng 10-15. Nặng là 130g. Đó, nặng 130g. Giá công khai là 750k anh em. Cây số 3 giá công khai là 750k cộng ship. Fingon nha anh em, nguyên bộ Fingon nè, cực kỳ đã luôn. Tiếp theo là cây số 4. Cây số 4 em lên cho mọi người là một cây cần hàng của Daiwa, vẫn là một hàng Daiwa. Đó, phôi là phôi đời cao, phôi HZ. Chất liệu vẫn là chất liệu carbon anh em. Thì cây này dài 2m4, độ cứng là 20. Đó, dài 2m4, độ cứng 20. Cây này miếng chỗ này thì em đi keo lại nha anh em. Đó. Đây nè, đi keo lại gõ ra. Cái chỗ nào đi keo lại nó đi keo lại.
Ngoại hình còn ok nha mọi người. Đó, ngoại hình còn ok, độ cứng 20. Đó. Đây, hàng của Korea xuất Nhật. Cây này độ cứng 20 nha anh em. Phôi HZ mã có sức đầy đủ. À, bát cũng là bát Fuji, bát đời cao. Đó. À, Japan. Phen bát đó là phen bát Fuji nha anh em. À, cây này cứng 20. À, nặng là 190 g. Đọt là 1 ly 2, độ cứng 20, giá công khai là 550k cộng ship. Đây, cây số 4, 550k cộng ship. Tiếp theo sẽ là cây số 5. Cây số 5 em lên cho mọi người là một cây cần của Ryobi. Đó. Cây này Ryobi nha anh em. Cây này hai đọt, một đọt cứng 20, một đọt cứng 30. Cây này dài 1m8. Nè, hai đọt. Phen này em đi keo lại nha mọi người. Đó. Đó, hai phen này em đi keo lại đó. Cây nào nó em đi keo lại em bảo đi keo lại. Hàng vẫn là hàng chất lượng carbon nha anh em, hàng gì? Hàng của Ryobi. Bát vẫn là bát Fuji, phen vẫn là phen Fuji. Đó anh em. Cây này được cái hai đọt nha anh em. Phen này chưa vệ sinh nha, còn rất là chắc nha, yên tâm. Đó. Đây cần có xuất sắc li ti nha anh em. Đó. Dạng này cần hai chi cho anh em đến trên ghe trên bè trên thuyền. Đó. Hai đọt cho anh em, hai đọt ok hết nha. Đó. Rồi. Cây số 5. Cây số 5 thì nặng là 110 g. Nặng 110 g. Đọt 1 ly 6, một đọt 1 ly 5 và một đọt 1 ly 5, một đọt đọt ly 8. Đó, độ cứng tầm khoảng 20, một đọt 20, một đọt 30 nha anh em. Đó. Rồi, giá công khai là 700k nha anh em. Cây số 5 giá công khai là 700k cộng ship. Đó, hai đọt. Tiếp theo là cây số 6. Cây số 6 em lên cho mọi người là một cây cần Ryobi. À, cây cần không phải Ryobi, cây này cần của Mamilon. Đó. À, cây này là địa nha anh em, tem đầy đủ nha. Đó. Bát vẫn là bát Fuji Japan nên em đó, cắt luôn. Đây, cái này hai đọt nha mọi người, hai đọt thì có một đọt nó không còn zin, nó bị rảy rồi. Điểm đo anh em xem anh em, một đọt nó bị mất một khúc đây đó, đó rõ ràng đó. Cần sao thì báo anh em vậy. Thì cái này chiều dài là 2m1 anh em, 2m1, đọt 20 nó bị rảy rồi, đọt 10 thì nó còn zin. Đó. Chất liệu vẫn là chất liệu carbon anh em. Dạng carbon sắn. Sắn chìm anh em, dạng carbon sắn chìm, ngay đầu. Bu là bu xít luôn nha anh em, bu cái này là bu xít luôn. Bu dạng bu xịn sò luôn trời. Carbon sắn nha anh em. Thì cái này hai đọt nha anh em, một đọt 10. Đó, đọt 10 còn nguyên zin nha. Và đọt này đọt. Đọt 20, đọt 20 giờ nó gãy, nó cứng ra tầm khoảng 20 25 nha anh em. Đó. Rồi, điểm đọt không số. Thì cây này nặng là 110 g. À, đọt 0.9 và một đọt 1 ly 7. À, độ cứng ra tầm khoảng 10. Là 0.9 ra tầm khoảng 10, đọt 1 ly 7 ra tầm khoảng 20 25 nha anh em. Rồi, giá công khai cây này là 700k anh em. Cây số 6 giá công khai 700k, dài 21 nha. Tiếp theo là cây số 7 nha mọi người. Tiếp theo lên cho mọi người cây số 7. Cây số 7 em lên cho mọi người là một cây hàng của Madiza. Đó, cây này của chúng ta xuất Nhật nha anh em. Đó. Đây, Madiza. Cây này thì bao anh em mới luôn, độ mới nó ra tầm khoảng 95% nha anh em. Đây, cảng mai chèo nó còn rất là mới anh em. À, bát là bát Fuji. Đó. Bát Fuji FS6 em soi kỹ cho anh em xem, còn rất là mới nha mọi người. Phen vẫn là phen Fuji anh em, phen Fuji, bát Fuji. Rất là mới nha mọi người. Đó. Đây mở có sức đầy đủ nha anh em, chứ không phải là hàng cho nổi, đem sức đầy đủ luôn. Cán gỗ rất là đẹp nha mọi người. Phen là phen Fuji. Đó, phen Fuji.
Cây này dài là 1m8, độ cứng là mừng nha anh em, dài 1m8 độ cứng mừng, hàng chi anh em đi câu hành chắp. Mùa nước nổi về anh em đánh cá lăng cũng được, rất là ok nha anh em. Đó, đánh cá lăng, đánh tôm. Thì cây này nặng là 105g. Đó, 105g, đọt là 0.7 ly, độ cứng mừng. Giá công khai là 650k nha mọi người. Đó. Cây số 7 giá công khai là 650k, hàng còn rất là mới nha mọi người. Đó, rất là mới luôn, soi kỹ cho anh em xem luôn nè. Tiếp theo là một cây cần nội địa. Đó, cây này em lên cho mọi người là một cây cần nội địa, cây này của Nissin. Đó. Gốc nó làm sẵn sẵn lên như này anh em, cho mình dễ cầm. Đó. Thì cây này là một cây cần của Nissin, hàng nội địa Nhật. Đó. Cây này dài 2m1 nha mọi người, dài 2m1. Phen bát Fuji hết nha, phen bát Fuji. Đó, đá xám nha anh em. Đây anh em, hàng nguyên zin nha. Đây, nguyên bộ phen nguyên zin đây. Đó. Rất là đẹp nha mọi người. Có xuất sắc để tì khúc này tỷ nhanh em. Đó. Thì cái này Nissin 2m1, bát là bát Fuji. Cái này nặng là 140g, nặng 140g, đọt là 1 ly 4, độ cứng ra tầm khoảng 15-20 anh em, độ cứng 15-20, hàng đánh cảm giác cực kỳ cảm giác luôn. Đó. Rồi, giá công khai cây số 8 là 700k anh em, hàng nội địa nha. Đó. Rồi, tiếp theo em lên cho mọi người là nguyên một lô hàng này. Bên đây là hàng hệ luôn anh em, hàng sáng ít hai da luôn. Rồi. Tiếp theo sẽ lên cây số 9 nha mọi người. Cây số 9 em lên cho mọi người là một cây hàng của Daiwa. Đó, carbon wicker. Anh em, rất là mới anh em, gốc cực kỳ mới luôn. Đây, nó sắn ít. Sắn hai da luôn, hai chi mà sắn hai da thế này thì khỏi bàn. Phôi là phôi Viking nè. Cây này cứng 5, dài 1m8. Hàng chuẩn này đánh thành đánh cáp nha. Đó, cục tôm. Câu cá mè. Nó có xước sát đây tí nè. Đó. Cần xước em chịu khó soi cho anh em coi luôn. Hàng sáng ít nha anh em, sáng ít thay da. Cực kỳ đẹp nha anh em. Đó, carbon wicker, hàng tại qua xuất nhật. Bát tầm bát Fuji, phen là phen Fuji. Đó. Nguyên bộ nha anh em. Rồi, cây này nặng là 900, nặng là 95g. Đọt 0.8, độ cứng là 5 nha anh em, độ cứng 5, dài 1m8. Đó. Giá công khai là 1 triệu nha anh em. Đó. Cây số 9 giá công khai là 1 triệu. Tiếp theo sẽ là cây số 10. Cây số 10 em lên cho mọi người quản một cây hàng hệ của Daiwa, một cây hàng Daiwa carbon wicker. Đó. Bát tầm bát Fuji FX6. Cây này cứng mờ, dài 21 nha mọi người, cứng mờ dài 21. Phen là phen Fuji nha anh em, phen Fuji loại xám. Càng rất là đẹp nha mọi người. Anh em. Đẹp khỏi chê vào đâu được hết. Nguyên bộ phen Fuji nha anh em. À, rất là đẹp anh em, cặp con sáng nhất toàn đọt thì hai chi toàn là đọt tháp nha anh em. Đó, nguyên bộ đọt tháp. Thì cái này vẫn là cây của Taiwan xuất nhật đó. Phen là phen chân cao nha anh em, phen chân cao anh em có thể đánh đi lua, lua l cũng được đó, đánh lua cũng được, rất là ok anh em. Nguyên bộ Fuji đá xám. Thì cái này nặng là 130g, nặng 130g, đọt là 1 ly 2, độ cứng là mừng. Đó, giá công khai là 1.1 triệu nha. Đó, cây số mừng giá công khai là 1.1 triệu. Tiếp theo là cây số 11. Cây số 11 vẫn là một cây hàng hệ, hàng của Shimano. Đó. Cây này thì sắn khỏi bàn. Đó, đích là có để cho anh em móc dây bảo hiểm nè, gỗ như này.
hay Shimano nội địa Nhật, sáng ít toàn thân đó, hai da sáng tít luôn, rất là đẹp nha anh em. Cây này dài 1m8 nha mọi người, dài 1m8, sáng thế này khỏi bàn nha mọi người đó. Cây này phen bát là phen bát Fuji, đọc vẫn là đọc tháp nha anh em, đọc tháp tạo cảm giác lên cá cho anh em. Anh em em chịu khó soi kỹ cho anh em xem luôn á, thì bát vẫn là bát Fuji nha anh em, bát là bát Fuji đó. Khớp nối cái nó đây rất là đẹp anh em đó. Anh em về đánh hành đánh cáp cột tôm cột cá mè, cầm cái này câu là khỏi chê đâu hết. Thì cái này dài nặng là, cây này nặng là 80g đó, đọt là 1 ly, độ cứng ra tầm khoảng 5-10 thôi nha anh em, độ cứng 5-10 thôi, đủ cảm giác được rồi đó. Cái này dài 1m8 nha anh em, giá công khai là 1,2 triệu cộng ship. Cái số 11 giá là 1,2 triệu cộng ship. Tiếp theo là cái số 12, cây số 12 vẫn là một cây hàng hệ của Shimano, hàng vẫn là sáng ít toàn thân đó. Sáng thế này đây anh em, sáng ít mà ít đỏ nữa chứ nè. Anh em câu đánh hành cháp khỏi bàn, bát là bát Fuji dẹp đen, hàng này hàng chỉnh nội địa rồi, khỏi chạy đâu hết. Cây này dài 2m1 nha anh em, dài 2m1, hàng còn cực kỳ mới luôn nha, mới mà mới lung lanh luôn. Chịu khó soi kỹ cho anh em xem. Hết mốt nha anh em, nguyên phen bát ok hết nha anh em. Thì cây này đây anh em, thấy không? Độ rọt của nó đây, đó, có thể cong hình chữ C được luôn á. Rất là cảm giác anh em, rất là nhạy cá luôn. Thì cây này là nặng là 150g, đọt là 1,7 ly, độ cứng ra tầm khoảng 10-15 thôi nha anh em. Đây nè, đọt nó đây. À, nó cong cái đọt cái tạo cảm giác cá rất là ok nha anh em. Rồi độ cứng 5-10-15 nha anh em, giá công khai là 1,3 triệu anh em, giá công khai là 1,3 triệu, dài 21, rất là đẹp nha anh em. Rồi tiếp theo là cây số 13, cây cuối cùng, cây số 13, cây cuối cùng em lên cho mọi người là một hàng Shimano đời cao đó. Cán này cán gỗ, máy chèo máy chèo gỗ cực kỳ đẹp luôn, tem đầy đủ nha anh em, bát là bát đời cao Shimano luôn đó. Phen là phen Fuji loại loại xám, thân sơn là kim tím nha mọi người đó. Cái này dài 1m8, mã code đây anh em, hàng hàng đời cao nha mọi người, Hechi hàng đời cao. Rất là đẹp cho anh em đó. Hàng Shimano nha mọi người, hàng Shimano đời cao đó. Thì cái này dài 1m8, nặng 130g, đọt là 1 ly, độ cứng ra tầm khoảng 15 nha anh em, độ cứng ra tầm khoảng 15 đó. Giá công khai cây số 13 là 1,2 triệu nha anh em, giá 1,2 triệu, cây số 13 giá 1,2 triệu. Rồi đó là tổng cộng 13 cái càng ra cho anh em hôm nay, nếu em ưng cái nào chốt để em số điện thoại em tự động liên hệ với anh em nha. Rồi cảm ơn anh em, cái này bát cực kỳ đẹp luôn, để anh em điểm tựa cầm luôn nè.